Hai bạn, hôm nay Tóc Vàng sẽ review giả chai nha. Như chúng ta thấy thì ở đây có một túi rất là to. Bây giờ Tóc Vàng sẽ mở ra cho bạn xem ở bên trong nha. Wow, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Vậy là có bốn loại nhé. Mình sẽ để đây. Trước tiên thì Tóc Vàng sẽ rót nước để Tóc Vàng uống. Cái này là Tóc Vàng nghĩ rất là cay luôn. Ok, hôm nay Tóc Vàng sẽ uống Pepsi nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức nha. Mời bạn Tóc Vàng ăn ăn. Ăn cái này trước, ăn từ cái nhỏ trước nha bạn. Nó xốp xốp hả? Mặn, ngọt, cay. Bạn nào thích ăn cay thì chắc chắn sẽ thích ăn cái này mà. Khi mình cắn vào, mình sẽ cảm nhận được ngay cái độ xốp của nó. Tiếp theo là đến cái này nha, mặt ngoài nó sẽ là như vậy. Mặt này sẽ là như vậy. Mùi vị thì giống như cái này nhưng mà nó không có cái sự xốp, nó sẽ dai dai nha bạn. Cái này á, mình ngồi mình trò chuyện với nhau xong rồi mình lấy ra mình cắn. Ăn từ 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 từ. Ok, tiếp theo đến em này nha. Cái này nó không có cho mình chỗ mở à, có. Bên trong nó sẽ là như vậy nè bạn. Này, cái này sẽ bóc từng miếng ăn. Nó là một cái miếng mỏng, cứng cứng, có hạt mè, thơm mùi mè. Có một ít vị giống như là ngũ kỳ hương vậy bạn. Thơm thơm. Cái này ngồi ăn chơi thì vui miệng lắm các bạn. Khá là nhiều luôn các bạn. Ok, tiếp theo thì ăn bánh cái cuối cùng này nha bạn. Cái này thì sẽ không có cái đường cắt sẵn nhưng mà sẽ là một cái người ta in một cái vết cho mình rất là dễ xé ngay trong hình. Ok, này bạn nhìn hình thì bạn có lẽ bạn đoán được bên trong đúng không? Đúng rồi. Sẽ là những cái sợi que. Cắn vào nó có cái vị xốp xốp, cay cay, mặn. Ok, để các bạn đếm coi có tất cả là bao nhiêu nha. À không, xem ở đây dễ hơn chứ. Mà tiếng Trung không, các bạn không biết xem nè. Đếm. À cay. Để các bạn uống miếng nước đi. Vậy là các bạn ăn 4 cái rồi. Bây giờ đếm xem còn lại bao nhiêu cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wow, 35, 35 cộng 4 là 39. Ủa nó lẻ 39 hả ta? Nhưng mà nó phải là 40 chứ. Biết luôn, nhưng mà các bạn thấy nó cái bịch rất là khổng lồ và to. Nếu bạn cũng muốn trải nghiệm giống như Tóc Vàng á thì bấm vào bên dưới nha. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.